Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Crypto Lớp của mình. Hôm nay mình sẽ có một cái video ngắn về những cái hoạt động trading trong ngày của mình, có thể là scalp trading ha. Đây là cái lệnh mà ngày hôm qua, đêm qua mình đánh. Mình vào giá 30.070 và mình chốt lời ở cái giá 29.150. Và hiện nay thì đây là cái biểu đồ Bitcoin. Đây là biểu đồ Bitcoin khung 15 phút. Ngày hôm qua mình đã vào ở cái thời điểm này khi mình thấy là đây là cái vùng giá này. Đây là vùng của phe bò đây, và đây là cái vùng của đây là cái đỉnh của phe phe bò, và đây là một cái đáy. Sau khi mình thấy nó tạo một cái cấu trúc ha, các bạn có thể thấy là các cái đỉnh nó giảm dần này và nó phá qua cái đáy này, thì mình đêm qua mình đã vào một lệnh và mình đã chốt lời ở cái khung ở cái vùng kháng cự là ở cái vùng này, cái đáy của cái hộp chữ nhật này đây đó. Thì đó là cái lệnh mà sọc ngày hôm qua của mình. Thì sau khi sọc á, thì sáng nay mình có vào lệnh buy. Thì hiện nay nó đang có một cái từ sáng giờ thì Bitcoin nó đang tăng rồi. Thì nếu mà nó phá được cái vùng cái đáy này, cả cái đỉnh tạm thời này, cái kháng cự này, thì nó sẽ lên tiếp ha. Nếu nó vẫn giữ được cái vùng giá này ở cái khung này, thì có thể nó giữ, nó sideways trong cái vùng này và nó đi lên, hoặc là nó phá luôn được cái đỉnh này, phá luôn được cái đỉnh tạm thời này, thì đó, nó sẽ test lại và nó quay về nó retest và nó đi lên ha. Thì cái lệnh long này của mình, có thể mình sẽ chốt lời ở cái vùng này. Đây là cái vùng giá mà nó đã không giữ được và nó tạo ra một cái cú giảm rất là sâu từ từ đây về đây đó. Thì kế hoạch của mình là mình sẽ chốt lời ở đây, chốt lời ở cái vùng này. Còn về trung hạn thì mình sẽ cứ giao dịch trong cái mô hình chủ nhật này thôi. Các lệnh altcoin, những cái đồng altcoin á, mình cũng sẽ đánh theo cái xu hướng của Bitcoin. Nếu Bitcoin nó có cái tín hiệu xấu á, tín hiệu xấu như ngày hôm qua, như đêm qua, nó là một cái cây nến đỏ long này, thì mình đã chốt hết lệnh long ha. Và nếu mà long thì có thể canh một số đồng altcoin để mình có thể mình vào ngay từ thời điểm này. Ví dụ như là đồng BNB đây đó, đồng BNB, đồng BNB. Khi mà chúng ta giao dịch những đồng altcoin á, thì chúng ta phải hết sức chú ý đến những cái diễn biến giá của Bitcoin ha. Thì ví dụ như ngày hôm qua á, mình có rất là nhiều lệnh long, nhưng mà bởi vì sao mình đóng? Bởi vì mình thấy cái cấu trúc tăng ngắn hạn 15 phút của altcoin nó đang có dấu hiệu phá ha. Cho nên là mình chốt hết những cái lệnh long của mình, và mình chuyển qua mình short ha. Mình đã ăn được cái cây nến này, ăn được cái vùng giá này, ăn được từ đây đến đây ha. được 3%. Đây cái lệnh đêm qua mình vào đây. Các bạn cứ để ý, thường thường Bitcoin nó thường giảm vào về đêm khuya, cứ tầm khoảng 11 giờ trở đi. Hôm qua mình vào cái lệnh này lúc đó là khoảng không biết là mấy giờ ra, nhưng mà cũng hơi khuya rồi. Đó, mình thấy những cái đó là nó hay lặp đi lặp lại. Bitcoin thường là giảm vào ban đêm và vào những ngày cuối tuần ha. Cái đó cũng là những cái quy luật mà các bạn có thể để ý ha. Vào cái lệnh hiện tại của mình thì mình đang xem có nó phá, nếu nó phá được qua cái đỉnh cái vùng này, cái vùng 29.441 này, thì nó sẽ lên tiếp, nó lên lại cái vùng này ha. Còn không thì có thể nó phá được qua cái vùng này thì nó lên tiếp cái cản cái ở cái vùng H4 này đó. Thì đó là những cái lệnh giao dịch trong ngày của mình. Các bạn muốn vào ở những điểm vào lệnh đẹp á, ví dụ như các bạn giao dịch H1 á, thì các bạn xuống H10-15 để các bạn tìm kiếm cho mình cái cơ hội vào lệnh qua những cái cấu trúc tăng, qua những cái mô hình giá ha. Ví dụ như đây này, ví dụ như ở M15 thì sau khi nó tạo, các bạn có thể thấy một cái cây doji này, và sau đó là một cái cây nến gần như là elvin này, thì có thể mình vào lệnh đây ha. Mình sẽ cáp, có thể mình chốt ở đây luôn. Còn như mình thì mình đánh H4, cho nên là mình sẽ chốt ở cái vùng này, chốt ở vùng này là cái thời điểm mà cái vùng mà nó tạo ra cái làn sóng giảm ha. Chốt ở ngay đây đó. Kỳ vọng của mình là lên được bao nhiêu, 3%, 3% đó. Lệnh này mình đang giữ ha, cái lệnh này, lệnh long mình đang giữ, rồi mình vào lúc 29 29, giá 29.19 và một lệnh là 29.300 đó, 29.19, hai một lệnh mình vào ở cái vùng này ha, 29.300 đó, và một lệnh mình vào ở cái vùng này 29.19. Cái lệnh đầu tiên thì không được đẹp lắm ha, tại vì sau cái cú giảm này cái là mình vào luôn và mình đặt cắt lỗ ở dưới đây luôn. Các bạn lưu ý là
đánh long á thì chúng ta vào sớm thì tốt nhất là để đòn bẩy thấp hơn ha, để tại vì nó rất dễ bị quét top knot. Nếu mà mình để đòn bẩy cao á, mình để cắt lỗ ở ngay đây á, là mình dính rồi. Thì các bạn có thể thấy là cây râu của cái cây nến M15 á, nó nhập tới tận tới là 28.000 lận. Cho nên là cái lệnh đầu tiên á, mình để cắt lỗ đến tận ở dưới này lận. Đó. Còn cái lệnh thứ hai thì cái đòn bẩy của mình cao hơn. Thì đây, các bạn có thể thấy này, lệnh đầu tiên của mình 2930 là mình để đòn bẩy là 6x thôi, và cắt lỗ đến dừng lỗ tận 28456 lận. 28456 ở đây. Tận dưới này lận, chứ nếu mà mình để gần gần đây là mình bị cắt lỗ rồi. Đó, đó là những cái hoạt động giao dịch trong ngày của mình đối với đồng Bitcoin. Chúc anh em giao dịch hiệu quả nha.